Đầu tiên là cao thủ Babylon Top Tống Kim vừa rồi. Cao thủ này đã như vậy là có kỹ năng cộng 1, cộng với áo nhu tình cộng 1, cộng với nhất kỹ là cộng 3 kỹ năng. Đó, 3 kỹ năng. Cầm cây đao tốc 30 băng sắc 47. Cái nón 15-40 sinh lực 153. Cái dây chuyền kháng cảm 17, kháng độc 17, nội lực 595 là normal silver. Cái đai lưng chóng 40. Cái đôi giày 40-30, mắc ọp, quá kinh khủng. Sinh lực 200, kháng tất cả 10. Sinh lực 135, nội lực 68. Chóng 30, sinh lực 114. Kháng lôi 19, nội lực 125. Làm chậm 40, sinh lực 140. Quá kinh khủng, đồ quá kinh khủng luôn anh em ạ. Hạng 6 server luôn. Ôi trời ơi, chung kết sớm luôn anh em ạ. Ôi trời ơi, hai cao thủ bắt khí tâm phù kìa anh em. Rồi hai cao thủ tăng điểm cũng gần như nhau anh em ạ. Một cái làm chậm, một cái làm choáng, một bên có khí tâm phù, một bên thì một bên có thể bắt khí tâm phù anh em ạ. Không biết là IBK hay hơn ai đây. Chúng ta thấy là Babylon đang chém rất là ghê gớm. Rồi bắt khí tâm phù được luôn kìa. Mà không dính anh em ạ. Bắt khí tâm phù mà không dính. Chúng ta thấy một pha trúng đao luôn. Hụt. Một pha hụt. Vì bắt khí tâm phù hụt là hãy bắt khí tâm phù xong hãy né sang một bên. Có vẻ như Babylon đang lợi thế hơn anh em ạ. Đang lợi thế hơn, chém trúng nhiều hơn anh em ạ. Babylon BK đang nhỉnh hơn một tí anh em ạ. Chúng ta thấy thì đang chém trúng nhiều hơn. Né đòn tốt hơn anh em ạ. Nếu mà bắt khí tâm phù không được thì chúng ta nên bỏ khí tâm phù đi anh em ạ. Việc bắt khí tâm phù là làm cho mình bị trúng đam nhiều hơn anh em ạ. Chúng ta thấy là Babylon BK tốt hơn. Rồi xong rồi, hai bên giáp ra cà luôn rồi. Rất là hồi hộp anh em ạ, rất là hồi hộp. Có tăng bùa giảm tốc độ đánh nội công nữa ta. Anh bếp nhà mình có tăng, rồi ôi một pha hiệu ứng dính băng sát kìa. Chúng ta thấy tao nát rất là cẩn thận anh em ạ. Phải lên G để bút ra bố tốc độ chạy. Rất là hồi hộp anh em, hai cao thủ dày dặn kinh nghiệm gặp nhau. Một bên đồ rất là đẹp. Hụt, một pha hụt đến từ tao nát. Rất là hồi hộp phải không anh em? Hai cầu thủ đánh rất là dày dặn kinh nghiệm. Nếu mà thời gian mà kết thúc thì một bên một có áo nhu tình nên là kỹ năng sẽ cộng nhiều hơn anh em ạ. Nên là phải đam sẽ nó to hơn anh em ạ. À.
Trời ơi, một pha, một pha chém liên tục đến từ tao nát anh em ạ. Trời ơi, một pha đếm chém liên tục luôn anh em ạ. Trong những giây phút vừa qua thì BBVLON đang bị chém rất là đau anh em ạ. Hơn nữa gần hết giờ rồi anh em ạ, gần hết giờ rồi. Rất là hồi hộp anh em ạ. Chào bác John Smith nha. Chào bác Nhật Minh nha. Trời ơi trời, ông pha bắt khí tâm phù kìa. Trời ơi trời, hai bên tăng cơ nhau luôn rồi, tăng cơ nhau luôn rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nó tào nát có vẻ như bắt khí tâm phù rất là tốt kìa anh em. Chúng ta thấy là tào nát đang chơi áp dụng áp sát và bắt khí tâm phù anh em ạ. Chúng ta thấy thì tao nát đang có vẻ như là máu bị tụt nhiều hơn anh em, khi mà những pha ra pha giao đam thì tao nát bị trụng vì máu tụt nhiều hơn. Rồi hết giờ anh em, hết giờ rồi, hết giờ rồi, rất là hồi hộp anh em ạ. Chúng ta cùng coi kết quả đây, kết quả là đâu, là đây. Như vậy là BB Avalon đã giành chiến thắng anh em ạ. Rồi quá hay, xin chúc mừng cho BB Avalon và xin chia buồn cho tao nát anh em. Mặc dù tao nát BK cũng khá là hay, nhưng cái áo nhu tình, có lẽ cái áo nhu tình đã giúp cho BB Avalon hơn đam. Rồi cao nát cho mình cũng trên cho mình một kỹ năng cộng 1 luôn. Rồi chúng ta cái đao tốc 30 băng sắc 76. Cái đao hiện tại là normal server. Hiện tại là normal server nha anh em. Ghê hiểu chưa? 17-40. Kháng cả 16. Di chuyển no 2 server. Ghê thật. Cái áo hiện tại là normal server. Cái áo này hiện tại nó chỉ thua cực phẩm định quốc thôi. Thua 20 sinh lực thôi anh em ạ. Quá ghê gớm. Choáng 40. Đôi giày 39, 15, 95. Sinh lực 200. 540. No 1 server phòng thủ lý 11 luôn. Quá ghê gớm. Ngồi thể lực 9, kháng lôi 10. Choáng 30, kháng hỏa 19, sinh lực 125, nội lực 104. Sức mạnh 8, sinh lực 117. Quá ghê. Chưa vào anh em, chưa vào. Như vậy là trận chung kết đã được bắt đầu. Và bây giờ mình sẽ vào rồi, vào luôn. Rồi ok. Chúng ta cùng xem thử đi, hai cầu thủ này thể hiện trình BK như thế nào rồi. Búp bùa rồi. Cậu cáo Will xuống chém trước anh em ạ. Không thèm búp bùa luôn. Giờ mới búp bùa anh em ạ. Giờ mới búp bùa. Người ta gọi là câu là gì đây? Đánh nhanh thắng nhanh mà ai ngờ. Ô, cái gì kia chém chắc là đau. Cái gì kia, cậu có kêu không bút bùa luôn anh em ạ. Giờ mới bút anh em ạ, giờ mới bút. Nãy tí chết anh em ạ. Rồi ba loại bùa anh em ạ. Rồi một đao. Cao thủ cậu có kêu cũng dùng khinh công anh em ạ. Ta xem thử đây, hai cầu thủ này BK như thế nào đây. Gỗ Gươi chắc là tâm lý cũng hay đánh tống kim hay là khinh công. Hay dùng khinh công anh em. Mà thực sự khinh công mà lốc này lên trời vẫn dính nha anh em. Hai cầu thủ đang đánh chặt, đứng xa nhau rất là xa. Hai bên đều đánh chặn về phía trước. Đều đánh chặn về phía trước đối thủ, hướng di chuyển của đối thủ. Tỷ lệ đánh của hai bên ngang bằng nhau. Quan trọng là khi mà chúng đam thì ai chúng đau hơn nhiều hơn. We'll be right back.
rất là hồi hộp đúng không em? Hai trình BK như nhau, đều né và đánh, đánh chặn về trước. Ông BB đam to thế, áo nhu tình mà bác. Áo nhu tình kỹ năng hình như cậu cả Will không ăn nhất kỹ à. Cậu cả Will chưa có nhất kỹ nè, như vậy là thua tới hai kỹ năng. Cộng hai kỹ năng mà tới cả chục chục cái kill thì thua tới 23 20 mấy điểm kỹ năng rồi. Thua phải mười mấy điểm kỹ năng rồi. Thua kỹ năng nhất kỹ nè, hình như không thấy hiện nhất kỹ anh em. Rồi thua áo nhu tình là thua mất mười mấy điểm kỹ năng. Mười mấy điểm kỹ năng là thua đam ghê, rất là ghê gớm anh em ạ. Ví dụ trúng một phát thì bằng mình đánh trúng người ta hai phát, kiểu vậy anh em. Chúng ta thấy máu tụt ghê chưa. Cũng nhiều lúc là cậu yêu tăng sức mạnh nhiều anh em ạ, nên là chúng ta cũng không thể nào biết được. Nó phụ thuộc vào tăng điểm rất là nhiều, ví dụ tăng phun sức mạnh hay là tăng máu hay như thế nào thì không rõ được. Cậu của Will hơi bị sai lầm anh em ạ, đứng trong góc đó là hơi bị sai lầm. Khi mà trình BK của BK, BB, Abelon rất là hay. Trời ơi, một pha Abelon đang trúng rất là đau. Mặc dù thua xa về đồ nhưng cậu cả Will cũng đang thể hiện một lối đánh rất là kiên cường anh em ạ. Rất là hay. Một thế trận đôi co với nhau. Chúng ta thấy là cậu cả Will đánh chặn cũng hay, rất là hay anh em ạ. Đoán đúng hướng đi của BBV Long và chặn lại. Chúng nếu chúng cuối lốc này đau lắm anh em ạ. Chúng cuối lốc này đau lắm. Chém mà chúng cuối lốc này rất là đau. Lại đổi hướng rồi. Lại đổi hướng rồi. Sắp hết giờ rồi em ạ, sắp hết giờ rồi. Nếu mà trận đấu này không kết thúc bằng knockout thì sẽ phải tính điểm anh em ạ. Việc tính điểm thì BB Avalon đang lợi thế rất là nhiều khi một set đồ kỹ năng cộng tới 3 lần. Nên là Việt Hưng Đam đang nằm trong tầm tay của BB Avalon anh em ạ. Ôi, một pha lỗi, một pha di chuyển lỗi. Nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại, hai bên nhảy qua nhảy lại. Rồi xong rồi, hết giờ đấy mà. Chúng ta cùng dự đoán thử coi ai đây, ai đây, ai đây. Như vậy là không có gì bất ngờ đấy mà. Như vậy là BB Avalon đã lên được chức tân trưởng môn của môn phái Cung luôn. Xin chúc mừng cho cao thủ BB Avalon, một đại gia đến từ nước Mỹ. Cậu cậu Will, à, cao thủ vừa top tống kim lúc nãy luôn. Một cao thủ top tống kim lúc nãy luôn em ạ. Rồi cũng kỹ năng cộng 1 luôn. Cây đao 30, sát thương 17, 19, 40, sinh lực 71, khánh tất cả 9, sinh lực 131. Dây chuyền quá tuyệt vời luôn. Phục hồi 40, sinh lực 135, kháng độc 20, chuyển hóa 6, làm 140, sinh lực 111, 114, 28, 40, được 200, làm chậm 40, xin được 142, xin được 113, sức mạnh 14, à, đồ kinh khủng anh em, toàn những cao thủ bậc thượng thừa không. Và xin chia buồn cho cậu cả Will anh em ạ,
mặc dù anh BK cũng rất là hay rồi, nhưng về việc thua về đồ đạc thì cũng không giúp ích gì cho anh. Chúng ta thấy là anh đã thua tới hai kỹ năng rồi anh em ạ. Một kỹ năng từ áo nhu tình, một kỹ năng đến từ nhất kỵ, nên là rất đáng buồn. Thua ok đam, thua 1k đam anh em ạ. Trời ơi trời, quá sắc nút anh em, quá tức luôn em. Nếu mà thua 1k đam thì thực sự là quá đáng tiếc luôn. Mặc dù chúng ta thấy cậu cậu BK, BK rất là hay anh em ạ. BK rất là hay, nhưng tội là thua xa về đồ đạc. Vua về nhì thua 400 đam anh em ạ, thua 400 đam luôn. Như cầu thủ cầu Will nói, thua 400 đam là quá cay luôn. Giống như trận đấu nào ta, trận đấu Thiếu Lâm thua 200 đam, quá cay luôn. Giờ đến được trận đấu này thua 400 đam, quá cay luôn nè. Will thua 1k đam, sao theo thua 400 đam thì bắt Nguyễn Huỳnh Trường Thuận ạ. Quá cay luôn em ạ, thật sự nếu mà thua 400 đam thì quá cay luôn. Thua nhiều thì mình không cay, nhưng thua ít là rất là cay em ạ. Mình cũng đáng tiếc cho cậu cậu Will luôn ạ. Thật sự thì chúng ta cùng xem thử một cây đao 1 triệu đã dẹp loạn tới những cây đao 30 củ, những cây đao khủng khác đã dẹp loạn đi hết anh em ạ. Và đây là cây đao của tân trưởng môn cung luôn anh em ạ. Cây đao này cũng triệu mấy, 2 triệu gì anh em ạ, triệu mấy 2 triệu gì đó. Đã thắng được các cao thủ cây đao mấy chục triệu. Và đây chúng ta cùng xem lại set đồ của BB Avelon. A cộng 1 30-47 15-40. Chủ yếu là cái áo nhu tình này nè. Cái áo nhu tình mấy chục triệu này rất là đáng quý, đã giúp ích cho BB Avelon và lên được ngôi vị tân trưởng môn. Rồi kháng tất cả 17, kháng độc 17, trong 40 sinh lực 73, 40-30 sinh lực 200, kỹ năng vẫn có cộng 1, thời gian làm chậm 40, kháng lôi 19, phục hồi thể lực 9, trong 30 sinh lực 114 và sinh lực 135 sức mạnh 10, để kháng tất cả 10. Đó, ta vừa xem chim ngưỡng set đồ của tân trưởng môn cung luôn, quá kinh khủng anh em ạ, quá hay luôn.